Nay ngày 4 tháng 3 tiếp tục giao mấy con bò, những lô bò này về cho anh Bến Cát Bình Dương. Với Bình Thành Triệu kéo hai con nữa. Ơi, ơi. Bắt mấy con bò điệu kìa. Ra mở cửa không hả? Em mở cửa đi. Qua với đó được không? Mà bây giờ không? Đâu đâu mở được chưa? Túng mệt không? Rồi được rồi, dẫn lên. Bốn con đó đó. Có con đại ca, có con ca, con lớn. Có con này thôi. Hiền thôi. Nó về nó vậy. Thấy nó bự nhá. Con nào con đại ca đó anh biết nó rồi. Không Hiền, mấy con bò này lâu bò này Hiền á. Để nãy cái gì đó vậy? Bỏ đi. Con nào trước? Để con lộn được đó đi. Bắt ngoài mở rồi mở lên trước. Đẩy mạnh quá, tại miệng giờ đẩy mạnh quá. Đẩy bò quá, cắt bò quá. Lò quá, bảy rồi, lò quá, chạy quá.
đi ba lên đi đi đó. Đi còn xuống kéo mày lên đi. Bỏ hết bếp dễ ghê ha. Không có ai ở gì đâu, bốn con à, không có nhiều à, sáu con ghé chào hiệu Thành Triệu Bến Tre hai con. Chốt nào về ha? Ừ, chốt 220B hai con giữa này. Lên số 9. Bỏ hai con giữa. Ừ. Hai giữa nó không chặn luôn. 47 triệu. Cũng nhỏ, không có chuyển gì cả, không có nghe làm lên ghé với 47 triệu luôn. Đâu quấn trở lại cái gì thế? Quấn trở lại cái gì? Rồi ghé Thành Triệu.